Hello, chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh của mình. Thì các bạn, anh chị em và các bạn nhìn bạn này thì nếu có ai theo dõi kênh mình thường xuyên sẽ nhận ai. Em này là tên là Cọp, ở quê gốc ở Đồng Tháp nè, biển số xe Đồng Tháp luôn nè. Thì hơn một năm rưỡi trước thì em có tới mình để mà học bổ trợ kiến thức cấp tốc bên nhôm ngành bên hệ tủ. Thì hôm nay cũng may mắn là mình có được người chị bà con đã từng làm một bộ cửa nhôm nguyên một căn nhà. Thì may mắn đó thì mình liên hệ với em, thì em tới đã bổ trợ thêm kiến thức bên cửa là trong vòng 4 ngày. Thì cái nội dung nguyên dàn cửa hết mà trong vòng 4 ngày, thì nói chung là nội dung nó cũng dàn trải nhiều. Bởi vậy là nói chung là chỉ là nắm kiến thức phần nào thôi. Thì bên mình thì hỗ trợ mình chỉ là hỗ trợ bạn là kiến thức là chính, nhưng mà phần nữa là kiến thức, nhưng mà phần nữa là do mình có quyết tâm với mình có mạnh dạn trong công việc hay không thôi, chứ không thể nào mà trong vòng 4 ngày mình có thể là biết rành như những người thợ bình thường thợ khác được. Thì trong khoảng thời gian 4 ngày đó thì quá trình học nghề đó thì em thấy là cái môi trường học nghề với cái môi trường mà anh chỉ dẫn vậy có dễ hiểu hay không? Dạ, thì nó làm có làm thực tế luôn, nó rất là dễ hiểu. Đúng rồi, thì ví dụ như trong quá trình làm cửa rồi gì đó thì có những chi tiết nào đó, cái kỹ thuật nào đó thì anh lúc nào anh cũng chỉ là anh làm sao anh chỉ vậy, anh không có giấu giếm gì hết. Nhưng mà nhiều khi là lúc mà mình về nhà đó mà mình có va chạm, ví dụ như va chạm vào một cái món gì đó mà mình lỡ quên kiến thức, thì anh lúc nào anh cũng nói rồi, cứ nghĩa là cứ liên hệ với anh sẽ hỗ trợ lại từ xa kiến thức đó. Rồi nếu mà có những kiến thức mà không phải trong lĩnh vực anh vừa chỉ mà anh biết, thì anh cũng có chỉ luôn cho. Dạ rồi, cảm ơn. Để khi em làm thực tế em vẫn có cái vấn đề gì không hiểu em sẽ gọi anh. Thì anh nói là anh mình học cấp tốc thì không thể nào mà trong vòng khoảng thời gian ngắn mà thể biết gần những người thợ làm nhiều món hàng được. Nhưng mà em đã từng là học cấp tốc bên cửa bên tủ rồi, thì em nói em về em luyện trong vòng chừng phân vài tháng thì hiện giờ em đã nắm được gành rồi, em cũng có thợ làm cho mình hết trơn rồi. Em có làm cửa là có làm tủ, em buôn bán ở dưới Cà Mau. Dạ. Thì lúc đó là em hiện giờ thì nói chung là đã vô ổn định chưa? Dạ. Ổn mà anh, nó về nói chung là cũng biết nắm tương đối chắc về bên tủ rồi. Thì giờ nói chung là kiến thức bên cửa thì hiện giờ em nắm là nắm được cái quá trình làm thôi, còn quá trình niêm phong với ráp thì mình chưa có làm kịp. Nhưng mà anh sẽ sắp xếp một thời gian ngắn nữa tới quá trình mà niêm phong cửa rồi quá trình ráp cửa thì em sẽ đi ghép ráp chung luôn. Dạ. Thì lúc đó thì em sẽ biết rõ được từng kỹ thuật lúc mà từ công đoạn là ra làm cửa tới cái công đoạn cuối cùng là gấp cửa hoàn thiện cho khách. Thì lúc đó là em sẽ về, em sẽ sẵn sàng là tự tin là lãnh nguyên căn nhà người ta thôi, chứ không có cái gì đâu. Dạ. Tại vì trên cơ bản kiến thức của em nó biết là em biết đo, biết cắt vậy trơn, thì mình học nghề cấp tốc này nó rất dễ. Còn sợ là những người mà chưa biết gì hết trơn mà nói là vô học nghề cấp tốc thì anh cũng không có khả năng đó, anh không nhận được. Thôi giờ thì nói chung là mình trò chuyện đến đây cũng nhiều rồi, cũng được rồi. Thôi giờ nhân tiện nè, thì em trong một khoảng thời gian này 4 ngày này á, thì tiền học phí thì mình đã thỏa thuận xong, thì anh sẽ hoàn lại cho em là mỗi ngày em làm, tại vì em không có học trên mô hình thu nhỏ, em là học thực tế trên sản phẩm, là cái nghĩa là em đã làm ra sản phẩm luôn rồi, thì anh sẽ hoàn lại cho em là mỗi ngày là 300.000 tiền công làm. Yeah. Rồi sau này là rồi nữa có họ bổ trợ kiến thức thêm thì mình tính sau. Bây giờ thì mình sẽ ăn với anh một bữa cơm, rồi sau đó mình chia tay, hẹn ngày khác gặp lại. Rồi vô ăn cơm nha.